Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, trời không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 9 đến 26 độ, khu vực vùng núi cao từ 6 đến 18 độ và độ ẩm dao động trong khoảng là từ 60 đến 95%. Cụ thể như sau, tại khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 9 đến 22 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè được dự báo có nhiệt độ từ 12 đến 26 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực huyện Sìn Hồ có nhiệt độ thấp nhất trong toàn tỉnh từ 6 đến 18 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Than Uyên được dự báo có nhiệt độ từ 9 đến 24 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Nậm Nhùn có nhiệt độ được dự báo từ 12 đến 26 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Tam Đường được dự báo có nhiệt độ từ 9 đến 24 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Và khu vực Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 9 đến 24 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Và cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ có nhiệt độ từ 12 đến 26 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Thưa quý vị và các bạn, với tình hình thời tiết ban ngày ấm lên và có nắng, nhưng về đêm và sáng sớm thì trời vẫn rét. Quý vị hãy luôn chú ý để bảo vệ sức khỏe của mình. Kiểu thời tiết này thì rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Để phòng tránh thì quý vị và các bạn nên súc họng, rửa mũi bằng nước muối sinh lý, ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, giàu vitamin C để có thể tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Trên đây là phần dự báo và cảnh báo về thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.